Huỳnh Gia Bảo kính chào quý khán giả của đài CBN TV trên băng tần 14.5. Và hôm nay, Huỳnh Gia Bảo muốn chia sẻ đến quý vị một số tin tức cập nhật về tình hình dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn thế giới, và đặc biệt là những ngày gần đây tại Hoa Kỳ. Và hôm nay là tin cập nhật một số nơi, trong đó có cả phòng mạch của bác sĩ tại quận Cam, chúng ta đã dùng một số loại kit thử nghiệm chưa được cấp phép cũng như chưa được chính xác để lấy tiền khách hàng. Ngày hôm qua, cơ quan FDA đã ra một thông báo và đã được dịch ra tiếng Việt dưới đây. Mong rằng quý vị đừng quá lo lắng mà để tiền mất tật mang. Gần đây, cộng đồng Việt Nam có tin rằng một số nơi quảng cáo họ có test kits bán để sử dụng thử nghiệm COVID-19. Cảnh báo công chúng Mỹ rằng, tại thời điểm này, FDA đã không cho phép bất kỳ thử nghiệm nào có sẵn để mua để tự kiểm tra tại nhà của COVID-19. FDA sẽ có hành động thích hợp để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các tác nhân xấu, những người lợi dụng khủng hoảng để đánh lừa công chúng bằng cách xét nghiệm tiếp thị gây rủi ro cho sức khỏe bệnh nhân. Điều này có thể bao gồm phát hành thư cảnh báo, động kinh hoặc lệnh FDA đã xác định và đưa ra các bức thư cảnh báo cho các công ty bị phạt hiện bán và quảng cáo các mặt hàng lừa đảo, và hy vọng sẽ có thêm các hành động như vậy. Ngoài ra, FDA đang đẩy mạnh thực thi tại các cảng nhập cảnh, bao gồm cơ sở thư tín quốc tế, để đảm bảo các sản phẩm gian lận có nguồn gốc bên ngoài quốc gia này không xâm nhập qua biên giới của Mỹ. Nếu chúng ta biết về bộ dụng cụ xét nghiệm gian lận cho COVID-19, vui lòng báo cáo cho FDA. Họ sẽ tiếp tục ráo riết theo đuổi những người gây nguy hiểm cho sức khỏe, cộng đồng và khiến họ phải chịu trách nhiệm. Xin hãy đừng bị lừa gạt để bảo vệ cho chúng ta và gia đình của chúng ta. Đây là địa chỉ email để báo cáo với FDA về những văn phòng bác sĩ, công ty, cơ sở thương mại đang rao bán những bộ dụng cụ xét nghiệm gian lận cho COVID-19. Và một lần nữa, tôi là bác sĩ Huỳnh Gia Bảo, xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình luôn bình an, nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin kế tiếp.